áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Và ở video lần này, cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần communication, phần giao tiếp xã hội. Và phần giao tiếp xã hội thì sẽ là phần tập trung vào, đó chính là everyday English, đúng không? Là tiếng Anh giao tiếp mỗi ngày, với những cái nhiệm vụ đó là asking for and giving information about TV programs, là hỏi và cung cấp thông tin về các chương trình truyền hình. Và ở đây chúng ta sẽ cùng tập trung với yêu cầu của bài số 1 nhé. Yêu cầu của bài số 1 như sau. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted words. Là hãy nghe và đọc cuộc hội thoại, tập trung vào những cái từ đã được in đậm, đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Và sau đó sẽ đọc. Unit 7, Television. Page 11, Communication. Everyday English. Asking for and giving information about TV programs. Activity 1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted words. What's your favorite TV program? What's your... The animal program. Why do you like it? Because I can see the animals in their real life. Okay, what's your favorite TV programs? Oh, chương trình truyền hình yêu thích của bạn là chương trình nào, đúng không? What? The animal programs là chương trình động vật. Why do you like it? Lý do tại sao bạn lại thích đấy? Because I can see the animals in their real life. Bởi vì là tôi có thể là chiêm ngưỡng, có thể nhìn thấy những con động vật trong thế giới thực của nó, đúng không? Thế đây chúng ta có hai cái từ được nổi bật, đó là từ để hỏi what, hỏi về cái gì, và why, hỏi về cái lý do. Vậy ở đây là nó muốn tập trung cho chúng ta biết rằng là một cuộc hội thoại để hỏi và cung cấp thông tin về những cái chương trình truyền hình thì sẽ tập trung vào hai câu hỏi, đó là câu hỏi là cái gì, chương trình yêu thích là cái gì, và lý do tại sao lại thích, đúng không? Đó, thì đấy sẽ là cái lý do tại sao hai cái từ này được in đậm nhá. Rồi, thì đó sẽ là bài số 1 thôi, đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ với bài số 2 này, work in pairs, làm việc theo các cặp. Make a similar conversation about your favorite TV programs, là làm việc theo cặp và hãy tạo nên một cái cuộc hội thoại tương tự về chương trình TV yêu thích của bạn. Vậy ở đây, chúng ta vẫn sẽ dùng cái từ để hỏi là what is your favorite TV programs, đúng không? Chúng ta vẫn giữ nguyên hai câu hỏi của bạn A giúp cô, chúng ta chỉ cần thay đổi câu trả lời thôi. Vậy ở đây, chương trình truyền hình yêu thích của em là chương trình gì? Thì ở đây có rất là nhiều những cái chương trình, đúng không? Cô sẽ gợi ý một vài những cái chương trình nhá. Ví dụ, The Voice Kids, đúng không? Là một chương trình này. Đây, vậy để trả lời cho câu hỏi, đây cô sẽ highlight, cô sẽ nốt lại cái này là câu hỏi số 1 nhá. Còn cái why này sẽ là câu hỏi số 2. Rồi, vậy để trả lời cho câu hỏi số 1 thì cô có một vài những cái chương trình gợi ý cho chúng ta như sau. Thứ nhất, The Voice Kids, đúng không? Là giọng hát Việt nhí này, giọng hát nhí, đúng không? Đó, hoặc là chương trình gì nhỉ? Who is smarter than five grader, đúng không? Than grade 5. Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? Who is smarter than five grader? Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? Cũng sẽ là một cái chương trình, đúng không? Là một cái game show này. Rồi, hoặc là chúng ta sẽ có là chương trình nào nữa nhỉ? Ví dụ như là Việt Nam Why Not, đúng không? Dạo này thì đang có một cái chương trình mới, đó là Việt Nam Why Not. Thì là cái chương trình này này thì sẽ là các cô hoa hậu, những cô người mẫu tham gia và tham gia các thử thách. Và các thử thách này thì sẽ thường là được diễn ra ở những cái địa điểm thu hút khách du lịch để quảng bá du lịch Việt Nam ý. Đó, Việt Nam Why Not thì nó sẽ là reality show. Hoặc là có cái chương trình gì nhỉ? Nhưng mà tự dưng cô lại quên mất cái tên này rồi, mà nó có các phòng, xong rồi có các trưởng phòng để đóng kịch ý. Đấy, nhưng mà tự dưng cô lại quên mất cái chương trình đó rồi. Hoặc là chúng ta sẽ có là sport programs, đúng không? Chương trình thể thao. Đó, hoặc là có là MasterChef.
đúng không? Vua đầu bếp này. Hoặc là các bộ phim. Đó, có rất là nhiều những cái chương trình truyền hình chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi số 1 là what is your favorite TV program? Tiếp theo, lý do tại sao thích. Vậy, ở đây nhá, tùy thuộc vào chương trình chúng ta sẽ có những cái lý do khác nhau đúng không? Nhưng có một cái lý do rất là chung chung, đó là it's interesting, nó thú vị đúng không? It's interesting, nó thú vị này. Đó, và ví dụ như là cái MasterChef đi đúng không? Ví dụ là nếu mà nói là MasterChef là vua đầu bếp thì mà nói rằng là thông qua chương trình đó thì tôi có thể là học được những cái công thức nấu ăn đúng không? Thanks to it, I can learn some recipe. Đúng không? Tôi có thể học thêm một vài công thức nấu ăn này. Hoặc là ví dụ cái chương trình là Việt Nam Why Not thì sẽ là thanks to it, I know more about tourist attraction in Vietnam, đúng không? Em biết thêm nhiều về những cái địa điểm thu hút khách du lịch tại Việt Nam. Thì với chúng ta chọn cái chương trình nào thì chúng ta sẽ là tập trung vào những cái lợi ích mà nó đem lại là được đúng không? Đấy, thì đây sẽ là những cái gợi ý của cô để chúng ta có thể là làm bài số 2 nhá. Rồi, còn về câu hỏi thì vẫn tập trung vào hai câu hỏi, đó là what is your favorite TV programs and why do you like it? Được chưa? Rồi, ok. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo, đó là các chương trình truyền hình TV programs. Với yêu cầu của bài số 3, work in groups, làm việc theo các nhóm, discuss and complete the facts with the countries in the box. Thảo luận và hoàn thành những cái facts, là những cái kiểu dạng những cái thông tin, những cái sự thật về các quốc gia trong khung. Thì chúng ta có the USA là Mỹ đúng không? Việt Nam là nước Việt Nam này, Japan là Nhật Bản, và Iceland thì là nước Ireland đúng không? Và có facts, các facts như sau. Pokemon cartoons are from, à ở đây là nói về là những cái chương trình này là của quốc gia nào đây. Thì ở đây nhá, có thể các bạn đã biết, có thể là chưa nên cô sẽ cung cấp luôn. Pokemon đúng không? Phim hoạt hình Pokemon thì có xuất xứ tại Nhật Bản, Japan. Doraemon cũng từ Nhật Bản đúng không? Rồi BB's in shows international and Vietnamese cartoons. BB gì đây? Ở Việt Nam đúng không? Thì chiếu phim hoạt hình Việt Nam và quốc tế, nghĩa là cái kênh BB này này đúng không? BB là một kênh chat, là một kênh, it's a channel. Thì BB ở Việt Nam, cái kênh BB ở Việt Nam ý, thì nó sẽ chiếu những cái bộ phim hoạt hình của nước ngoài cũng như là của Việt Nam. Thì đây sẽ là BB in Việt Nam nhé. Kênh BB ở Việt Nam. Rồi, ok. In there was no TVs on Thursday before 1986 là ở đâu đó thì không có TV vào các ngày thứ năm trước năm 1986 thì vào các thứ năm thì không có TV đúng không? Rồi vậy ở đây thì chắc chắn rồi nó sẽ không phải là Mỹ đâu mà nó sẽ là ở Iceland. Và cuối cùng câu số 4 thì chỉ còn ở Mỹ thôi đúng không? Discovery Channels makes education fun for children in the USA. Discovery Channel, kênh Discovery thì khiến cho ngành giáo dục đúng không trở nên kiểu dạng như là vui vẻ, là niềm vui dành cho trẻ em ở Mỹ. Thì đây sẽ là một vài những cái sự thật về các quốc gia này nhá. Rồi, vì các quốc gia gắn liền với nó là những cái kênh, những cái chương trình truyền hình, chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 4. Với yêu cầu của bài số 4 như sau. Read about the two TV programs and tick the correct programs in a table. You may tick both. Là chúng ta sẽ đọc về hai cái chương trình truyền hình và tick vào cái chương trình truyền hình tương ứng ở trong bảng. Và chúng ta có thể tick cả hai, nghĩa là nó sẽ có những cái nhận định đúng không? Và cái nhận định này nó có thể đúng với cả hai thì chúng ta có thể tick cả hai nhé. Thì đây có hai cái chương trình, đó là chương trình đầu tiên là Let's Learn và chương trình thứ hai là Hello Fatty. Và ở dưới thì sẽ là những cái nhận định chúng ta sẽ cùng xem và cùng tick. Ví dụ chúng ta sẽ cùng đọc những cái nhận định trước nhé. Nhận định số 1, it's educational. Thì nó thì có tính chất của dạng là giáo dục, đúng không? Rồi, ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có là it has viewers from 80 countries. Có người xem từ 80 quốc gia.
Câu số 3, its main character is a clever fox. Là nhân vật chính của cái chương trình đấy thì là một con cáo thông minh. Cái này thì nhìn ảnh là cũng biết là của chương trình nào rồi đúng không? Câu số 4 này, both parents and children enjoy it. Là cả cha mẹ và con cái đều thích cái chương trình này. Số 5, it's a cartoon. Đó là phim hoạt hình. Vậy hãy cùng xem nhá. Và sau đó vừa đọc và vừa tích luôn. Rồi, về cái chương trình là Let's Learn này. Let's Learn is an educational TV program. Let's Learn thì là một chương trình truyền hình giáo dục. Vậy ở đây, với câu số 1 đúng không? Chúng ta đã có thể tích cái Let's Learn là educational rồi. Rồi, tí nữa đọc đến cái phần Hello Fatty để xem có đúng không nhá. It makes learning fun. Nó thì khiến cho cái việc học của chúng ta trở nên thú vị. Children love it. Trẻ con thì thích, đúng không? Thích cái chương trình này. It has cute characters and fun songs. Nó thì có những cái có những nhân vật rất là đáng yêu và những cái bài hát rất là hài hước, rất là vui. People in 80 countries watch it today. Và mọi người ở 80 quốc gia thì xem cái chương trình này ngày nay. Vậy ở đây thì đến cái câu số 2 này, đúng không? It has viewers from 80 countries thì vẫn là của Let's Learn. Rồi tiếp theo, both children and their parents like it. Là cả bố mẹ, đúng không? Cả trẻ con và bố mẹ và phụ huynh của nó, của chúng cũng thích, đều thích cái chương trình này. Vậy ở đây thì liên quan tới câu số 4 đây, đúng không? Là both parents and children enjoy it. Rồi, và đó thì sẽ là về phần của Let's Learn. Let's Learn thì sẽ có 3 cái. Đó là educational, has viewers from 80 countries and both parents and children enjoy it. Rồi, liên quan tới chương trình thứ hai là Hello Fatty. Hello Fatty is a popular TV cartoon. Thì thứ nhất, Hello Fatty thì là một bộ phim truyền hình nổi tiếng, đúng không? Vậy ở đây cartoon thì nó sẽ là câu số 5 đây, đúng không? Vậy Hello Fatty là it's a cartoon là của Hello Fatty rồi này. Ok, and it's about a clever fox called Fatty and his friend. Cái chương trình này, cái phim hoạt hình này thì nói về một con cáo rất là thông minh được gọi là Fatty và những người bạn và người bạn của con cáo đó, đúng không? Vậy ở đây là nhân vật chính thì là một con cáo thông minh, là câu số 3 là của Hello Fatty rồi này. Rồi, together they go to different places và họ chúng, nghĩa là Fatty và bạn của Fatty thì cùng đi đến những cái địa điểm khác nhau. Children around the world enjoy this program. Và trẻ con trên khắp thế giới đều thích cái chương trình này. It's funny and educational. Và cái chương trình này thì rất là hài hước và có tính giáo dục. Vậy educational vẫn là của Hello Fatty, đúng không? Rồi, vậy ở đây thì chúng ta sẽ có đáp án nhé. Rồi, thứ nhất là it's educational. Cả hai cái chương trình này đều có tính giáo dục, đúng không? Còn cái việc là có người xem từ 80 quốc gia thì chỉ có của cái chương trình Let's Learn thôi. Và nhân vật chính của cái chương trình đó là một con cáo thông minh thì là của Hello Fatty này. Và cái việc là chỉ có chương trình là Let's Learn thì mới được cả bố mẹ và trẻ con yêu thích. Và nếu và cái nào thì là phim hoạt hình thì chỉ có Hello Fatty thôi. Thì đây sẽ là đáp án cho bài số 4 nhé. Rồi, ok. Và nếu cần thiết thì chúng ta có thể khoanh tròn vào những cái keyword. Ví dụ của Hello Fatty thì cô có thể khoanh tròn vào cái là cartoon này, đúng không? A clever fox, những cái keyword ở trong cái bài, trong cái những cái câu ở dưới này. Và educational, đúng không? Là những cái keyword. Rồi, ok. Và ở đây thì nếu mà liên quan tới enjoy thì chỉ có children thôi, đúng không? Về của Let's Learn thì chúng ta sẽ có keyword thứ nhất là educational, mang tính chất giáo dục. Thứ hai là children love it, đúng không? Trẻ con thích này. Và nó có những cái nhân vật như thế nào, cute, và những cái bài hát là cái nội dung của nó, đúng không? Và ở đây có mọi người ở 80 quốc gia. À, cái phần Let's Learn này có nhiều keyword quá. Và đây là both children and their parents, đúng không? Đều thích. Thì đó sẽ là về bài số 4 nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 5, bài tập cuối cùng. Quy yêu cầu của bài số 5 như sau. Work in groups, làm việc theo các nhóm. Tell your group which programs in four you prepare and why. Làm việc theo các nhóm và hãy nói, chia sẻ với các bạn cùng nhóm của mình là cái chương trình nào ở bài số 4 thì em thích. Và lý do tại sao? Chúng ta có ví dụ gợi ý như sau. I like Let's Learn because it has cute characters and fun songs.
Và ý kiến đầu tiên là bạn ấy thích cái chương trình là Let's Learn, bởi vì là cái chương trình này thì có những cái gì đấy, những nhân vật rất là đáng yêu và những cái bài hát vui vẻ, bài hát hài hước. Thì đây thì sẽ là một cái lý do thích cái Let's Learn, đúng không? Bên cạnh cái lý do này thì còn có rất là nhiều những cái lý do khác để khiến cho chúng ta cảm thấy là chúng ta thích cái Let's Learn. Vậy ví dụ nhá, thì nếu chúng ta muốn vẫn muốn chọn cái Let's Learn thì chúng ta có thể nói như sau. Đây là bài số 5. Vậy chúng ta vẫn có thể nói rằng là I like, đúng không? Hoặc là I love, hoặc là I prefer, và cộng với cái tên của chương trình, ví dụ ở đây sẽ là Let's Learn, đúng không? Hoặc là nếu mà là Hello Fatty thì thay cái Let's Learn này bằng Hello Fatty. Rồi, và đầu tiên lý do của Let's Learn thì cô sẽ để cái một cái sao, được chưa? Còn lý do của Fatty thì sẽ là hai cái sao nhé. Vậy cái lý do cô thích cái Let's Learn, bên cạnh cái việc là nó có những cái nhân vật đáng yêu và những cái bài hát hay, thì bởi vì là nó khiến cho cái việc học trở nên thú vị, đúng không? Because it makes, chúng ta dựa vào cái nội dung của bài đọc để chúng ta nói cái lý do chúng ta thích cái đấy cũng được, đúng không? It makes learning fun, thì đó là lý do tại sao em thích cái Let's Learn, đúng không? Rồi, còn ví dụ chúng ta thích cái Hello Fatty thì có thể nói rằng là bởi vì là nó rất là hài, đúng không? Nó rất là hài hước và nó cũng mang tính giáo dục nữa. Vậy sẽ là because it's funny, rất là hài, đúng không? And educational. Hoặc là chỉ đơn giản bởi vì là nó thì là bởi vì là tôi thích hoạt hình thôi, đúng không? I like cartoon. Đó, chỉ cần trả lời những cái lý do đơn giản như vậy thì đã có thể là hoàn thành xong bài số 5 rồi. Và bài số 5 cũng là bài tập cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe và hãy tiếp tục ủng hộ Việt Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.